Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2. Tập 25. Chương 241. Oan hay không oan? 1. Có lẽ Chu Thông thuyết phục thành công. Đầu tiên là một con lạc đà đi qua, dẫm phải bùn phía dưới. Người hồi hột cầm đầu nhíu mày nhảy xuống rút đao ra. Hai con mắt như chim ưng nhìn quanh. Hồi lâu sau hạ lệnh cho người trong xe ngựa đi ra. Trong xe ngựa thì ra toàn là nữ tử ôm nhạc khí, tóc bọn họ rất lạ, trải dựng lên, sau đó dùng một cái vòng vàng to cột lại, không biết dùng cách gì mà tóc có thể dựng đứng trên đầu. Chẳng ai đeo khăn che mặt cả, thoải mái đối diện với ánh mắt hao háo của Thiết Tâm Nguyên và Sở Nhi. Thiết Tâm Nguyên hoàn toàn bị những nữ tử hồi hột mang phong tình dị vực đó thu hút. Tám nữ tử đi qua trước mặt ôm các loại nhạc khí khác nhau, bọn họ đều ăn mặc mát mẻ, khác hoàn toàn võ sĩ hồi hột áo da chết ngốt. Chiếc váy ngắn vừa vặn che kín mông, cặp chân khỏe khoắn thon dài, không trắng trẻo, nhưng trơn mịn như mỡ đông vậy. Sở Nhi nuốt nước bọt ừng ực nhìn những cặp chân dài mút mắt ấy, Thiết Tâm Nguyên thì thích thú vì nguyên nhân khác, cảm thấy những nữ tử ăn mặc như vậy vô cùng thân thuộc. Rất nhiều năm sau cũng sẽ có những cô gái người Hán ăn mặc như vậy sải bước trên phố tự tin đối diện với ánh mắt nam nhân. Hai tên ngốc đang si ngốc ngắm nữ nhân thì đột phập, một mũi tên bắn xuống trước mặt Sở Nhi. Sở Nhi nổi giận vừa định đứng dậy thì bị một thanh trường thương chĩa thẳng vào cổ, cùng với tiếng quát tháo, làm hắn không dám nhúc nhích, nhưng hai mắt trừng lên một cách nguy hiểm. Có lẽ võ sĩ hồi hột cũng biết người mặc thanh sam là sĩ tử Đại Tống, thành phần không dễ trêu chọc, vì thế khi Thiết Tâm Nguyên nhíu mày đẩy trường thương ra cũng không phản ứng lại. Lý la lý lô một hồi với bọn họ, chẳng hiểu hắn nói gì, nhưng không khó đoán bọn họ yêu cầu mình đi ra chỗ khác. Nơi này thuộc xảo trang, tất nhiên làm gì có chuyện chủ nhà để người qua đường. Đuổi đi, cứ giả ngốc ngồi dưới gốc cây xem người hồi hột chuyển nhà. Bốn hán tử y sam lam lũ bị người hồi hột dẫn qua, đến gần mới phát hiện, cả bốn bọn họ đều bị đục lỗ xuyên qua xương tỳ bà, dùng dây thừng buộc lại với nhau, căn bản không thể phản kháng. Hán tử dâu quai nón nhé bộ răng vàng khẻ cười, dùng tiếng Hán nói, huynh đệ, cho ca ca miếng dưa hấu, miệng khát quá. Thiết Tâm Nguyên thuận tay ném tới một miếng dưa hấu, hán tử bắn lấy ăn sồn sột, còn dưa hấu Sở Nhi ném tới thì bị người hồi hột vung roi quất bay. Thế này là lần thứ hai đắc tội nghiêm trọng với Sở Nhi rồi, hắn nào còn nhịn nổi, gầm lên, tung người lao tới, hai người xô mạnh vào nhau. Vừa mới vung nắm đấm lên thì một cây trường thương xỉa tới, gẩy một phát, Sở Nhi ngã lăn ra đất. Khốn kiếp, bình tĩnh. Thiết Tâm Nguyên chạy tới giữ lấy Sở Nhi đang lồng lộn như thú dữ, kéo hắn đi, nói nhỏ, ngươi không muốn cục đá nữa à, nhịn đi, chúng ta chỉ. Vừa nói tới đó thì nghe thấy tiếng hét rầm trời, tiếng bước chân hỗn loạn, quay đầu lại nhìn, Thiết Tâm Nguyên tức thì hồn phi phách tán. Hơn trăm tràng hán hò hét từ rừng cây xông ra, lao bổ vào đội ngũ tán loạn của người hồi hột. Chạy. Sở Nhi phản ứng cực nhanh, tức thì kéo tay Thiết Tâm Nguyên lao vào đống cỏ bên cạnh. Tên bay viu viu qua đầu. Nếu chậm một chút thôi là nguy rồi. Cả hai dùng cả chân lẫn tay, vừa bò cuống cuồng bò đi vừa cầu khẩn cho đám Phúc Nhi, Hỏa Nhi không sao. Hai đứa này vừa vào rừng nghỉ, nói là ngủ cho mát. Cứ thế bò một lúc nhìn thấy hai cái mông tròn, Sở Nhi bò nhanh tới vỗ đét một cái. Không được dừng lại, tiếp tục bò đi. Bốn người bò qua khúc rẽ, lăn ùm xuống kênh, mưa tên bay đầy trời. Cái trò làm lợn chết trôi theo kênh thì bọn họ chơi suốt rồi, thả lỏng người để dòng nước đẩy tới quán trà. Tường thành đã phát ra tiếng tù và, một tuần hương nữa thôi, sẽ có cấm quân xuất thành tiêu diệt đạo phỉ. Thiết Tâm Nguyên ướt sũng từ dưới kênh bò lên, thấy một đám người ngớ ngẩn còn đang nghển cổ xem đánh nhau đằng xa. Tóm ngay lấy tay Hà bác sĩ hô, báo quan, mau báo quan, hơn trăm tên cường đạo đang chém giết người hồi hột. Hà bác sĩ chỉ phía đông kinh, Chu Thông đã báo quan rồi, lát nữa kỵ binh sẽ tới, chúng ta cứ xem náo nhiệt là được. Cuộc chiến không kéo dài như mọi người nghĩ, tù và trên tường thành vừa vang lên đạo phỉ như đàn ong chui vào rừng, thoáng cái biến mất tăm tích, bất ngờ như cách chúng xuất hiện. Thiết Tâm Nguyên tin chắc chỉ trong thời gian ngắn nữa, đám đạo phỉ đó sẽ thành những hành thương bình thường. Cường đạo chạy rồi, đám đông xem náo nhiệt đua nhau chạy tới hiện trường. Chạy nhanh nhất không ngờ là Hà bác sĩ suốt ngày lờ đờ chỉ biết ăn mới ngủ. Tay cầm chùy sắt, băng gò vượt đống như bay, nhìn còn hung tợn hơn cường đạo vừa nãy,
ai mà dám tin đó là thư sinh sức tói gà không chặt. Tống hình thống quy định, khi tặc nhân cướp bóc, người góp sức đuổi tặc nhân, thưởng. Có lẽ bộ dạng hung thần ác sát của Hà bác sĩ làm người hồi hột kinh hãi, không ngờ một mũi tên chẳng suy nghĩ gì rút tên bắn luôn. Á! Hà bác sĩ kêu một tiếng đau đớn rồi ngã xuống như chim gãy cánh, đám chó má hồi hột giết quan tạo phản rồi. Có người bi phẫn giống lên, thế là đám đông chỉ có gậy gộc trong tay cũng ào ào xông lên, nếu chỉ có mười mấy người tống thế nào cũng bị người hồi hột hung dữ dọa chạy mất. Nhưng nay sau lưng là thành Đông Kinh, vó ngựa kỵ binh cấm quân rầm rập, bọn họ căn bản không biết sợ nữa. Tướng lĩnh hồi hột kia bắn tên xong mới nhận ra thân phận Hà bác sĩ là quan viên đại tống, hối hận cũng muộn, nhìn bách tính bốn phương tám hướng xông tới, hoảng sợ dẫn võ sĩ hồi hột cướp đường chạy. Trong hỗn loạn, Xảo Nhi là tên đầu tiên chạy tới mấy cái xe của người hồi, nhảy vào. Một lúc sau khê nệ bê ra một cái dương ném xuống kênh, nhìn thấy cảnh đó, không hổ huynh đệ đồng lòng, Hỏa Nhi và Phúc Nhi yểm hộ giống lên, bắt mỹ nữ hồi hột. Thế là vô số ánh mắt dâm tiện chiếu vào mỹ nữ hồi hột đang tụ vào một chỗ run lẩy bẩy, Xảo Nhi tranh thủ chuyển ra liền 4-5 cái dương, Hỏa Nhi nhanh tay ném hết xuống dòng kênh chảy xiết. Còn định lấy nhiều hơn nhưng trong tiếng vó ngựa như sấm rền, cấm quân cuối cùng cũng tới, chỉ là cường đạo chạy mất từ lâu, chính chủ cũng chẳng thấy ai. Chỉ còn đám bách tính đang tranh giành của cải với nhau, chưa nói cái khác riêng việc cứu đám mỹ nữ hồi hột khỏi ma chảo cũng tốn không ít công sức của cấm quân. Bách tính Đông Kinh điêu ngoa ỉ vào điều lệ đánh đuổi tặc nhân có quyền phân chia tang vật, hoặc ôm mỹ nữ, hoặc ôm dương, đấu lý với cấm quân. Kết cục là một trận đòn tàn tệ phủ xuống. Bách tính vỡ đầu chảy máu vừa chạy vừa dọa tìm bao đại nhân tố cáo đám binh sĩ vô pháp vô thiên này. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ Hai tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 242, oan hay không oan? 2. Thiết Tâm Nguyên ôm lấy Hà bác sĩ khóc ròng, Phúc Nhi, Hỏa Nhi bảo vệ bên cạnh lau nước mắt liên hồi. Cấm quân dù khốn kiếp tới mấy cũng không đi đánh mấy thiếu niên khóc bên thi thể đồng bạn lại còn là quan viên. Người hồi hột bắn tên quá chuẩn, trúng ngay mi tâm Hà bác sĩ, không lệch tí nào. Thương tích này thì Thiết Tâm Nguyên không dám đụng vào, cũng không dám rút ra, nhanh chóng sai Phúc Nhi bẻ cây, dùng thừng bện thành cái cáng đơn giản, tìm đại phu chữa trị, nói không chừng còn cứu được. Khi bốn huynh đệ khiêng Hà bác sĩ rời khỏi vòng vây cấm quân, Thiết Tâm Nguyên cười khổ dừng lại, giao cáng cho bốn nha dịch. Đôi mắt âm u của Bao Trừng chưa từng rời khỏi y một giây. Vốn tưởng rằng quan văn như Bao Trừng không biết cưỡi ngựa, giờ nhìn thấy ông ta ngồi vững vàng trên lưng chiến mã, Thiết Tâm Nguyên liền biết những lời đồn về ông ta mà mình nghe trước đó đều không chân thật. Bao Trừng nhảy xuống chiến mã, thân thủ linh hoạt, vỗ cổ chiến mã đẫm mồ hôi, nghiêm giọng lệnh thủ lĩnh cấm quân không cho một ai ở hiện trường được đi, trừ khi lễ vật của người hồi hột đúng danh sách. Thủ lĩnh cấm quân chắp tay đi chấp hành. Thiết Tâm Nguyên thấy trốn không được, đi tới khom người thi lễ, học sinh thỉnh an phủ tôn. Bảo Trừng nhìn đống thi thể nói, lão phu mỗi lần thấy ngươi thì luôn là lúc ngươi ung dung bên đống thi thể. Lần này thực sự là oan không cãi nổi, thực sự muốn học trong phim hô một câu bao đại nhân con oan quá. Cơ mà người hàm oan cho ngươi chính là bao đại nhân còn kêu cái mẹ gì. Thiết Tâm Nguyên chỉ biết nói, học sinh có chút tâm đắc ở thuật giữ mạng. Thiết Tâm Nguyên, lần này ngươi không thoát được đâu, đại quân đã lùng sục chu vi 10 dặm, đám tặc nhân tập kích người hồi hột không thể chạy thoát. Nếu như lão phu hỏi ra ngươi có dính líu thì thế nào, ngươi đối diện với ngoại công, với mẫu thân ngươi ra sao? Thiết Tâm Nguyên nói chắc nịch, phủ tôn cứ hỏi, học sinh sao có dính dáng tới đạo phỉ được, nếu có, học sinh đâm đầu vào cột chết ngay chứ không để các vị trưởng bối hổ thẹn. Được, vậy để bản phu đợi xem. Bao Trừng quay đầu nói với đám đông đằng sau, các ngươi còn đợi gì nữa? Một loạt tiếng vâng vang lên, thế là lần đầu tiên Thiết Tâm Nguyên được thấy hoạt động hải bộ quy mô lớn của Đại Tống, nhân số lẫn hiệu suất kinh người. Giờ thì y hiểu ra quyền lực trong tay Bao Trừng lớn cỡ nào. Khi tiếng chuông trên tường thành Đông Kinh gõ vang, toàn bộ nông binh bảo giáp trong vòng 5 dặm ném nông cụ trong tay, dưới sự xuất lĩnh của Bảo Chính, theo con đường định sẵn răng lưới gom lại ở Đông Kinh. Chỉ cần là người không rõ hộ tịch, không phải người bản địa là bị tấm lưới này trùm lên, cuối cùng bao vây ở phụ cận Xảo Trang. Sau đó còn lại là xác nhận từng người. Bốn tên dâu quai nón bị xuyên xương tỳ bà tất nhiên được nha dịch chọn ra trước tiên.
Đám khốn kiếp này khi đi qua Thiết Tâm Nguyên còn lịch sự nhe răng ra cười, đa tạ ân tình vừa rồi của tiểu huynh đệ, để sau khi lão thôi thoát thân sẽ báo đáp. Dưới ánh mắt hồ nghi của lão bao, Thiết Tâm Nguyên cười khổ không thôi, chỉ cho ngươi một miếng dưa hấu, lão huynh đừng hại ta như thế chứ. Lão thôi cười hăng hắc bị nha dịch đá sang bên. Lão bao nghe bộ đầu báo cáo xong, nhìn Thiết Tâm Nguyên cười mà như chẳng phải cười, tặc nhân của phủ đầu sơn cũng có liên hệ với ngươi, quả nhiên giao du rộng rãi thật đấy. Thiết Tâm Nguyên xua tay liên tục, học sinh thấy khát nước nên cho miếng dưa hấu, sao lại thành liên hệ với tặc nhân, xin phủ tôn minh xét. Hừ, chuyện ngươi cần bị tra rất nhiều, ví như vì sao các ngươi lại sửa đường vào lúc này, ví như tại sao ngươi lại tới đây, ví như. Lão bao nhìn từng tặc nhân xa vào tấm lưới khổng lồ của mình, tâm tình không tệ, trêu Thiết Tâm Nguyên một lúc đi tìm tướng lĩnh hồi hột bị chiến thuật biển người ép về. Người hồi hột vẫn còn sợ hãi, có thể bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều bách tính cầm vũ khí như thế. Không đi được, lại không dám công kích, càng không dám buông vũ khí, đành để đám người không rõ ràng lùa vào chỗ cũ. Đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị bao trùm, dù sứ giả hồi hột Tạ Lạp Nhĩ Gia Mộc Thố cao to áp đảo lại ngồi trên ngựa cũng mồ hôi ròng ròng. Bao trùm lạnh giọng hỏi, vì sao lại động binh đao ở ngoài thành Đông Kinh? Tạ Lạp Nhĩ nhảy xuống ngựa thi lễ, tặc nhân tới, không thể không đánh. Lão phu không nhớ điều luật nào cho phép các ngươi tự ý bắt đạo phỉ. Chuyện này quá vô lý, Tạ Lạp Nhĩ nổi giận, nếu không tự vệ, lễ vật của vương ta hiến cho Tống Hoàng đã bị cướp rồi. Thứ lễ vật nho nhỏ, làm sao so với luật lệ vằng vặc. Lễ vật mất, tự có quan phủ phụ trách tìm về, các ngươi tự ý sát thương nhân mạng ở Đại Tống, tội khó thoát. Lão phu đích thân hành văn trách hỏi hồi hột vương, hỏi hắn tới tiến cống hay giết người. Bao trưởng nói xong chẳng đợi Tạ Lạp Nhĩ phân bua, lệnh quan viên Hồng Lư tự đằng sau đưa người hồi hột tới dịch quán, không có lệnh triệu kiến của hoàng đế không được rời đi. Thiết Tâm Nguyên lè lưỡi, lão bao đúng là vừa cứng vừa thối, thảo nào chẳng ai ưa. Sỏ Nhi nhổ hạt dưa phì phì huých vai Thiết Tâm Nguyên, lão quan kia hình như có thành kiến rất sâu với người. Trong mắt lão quan đó, trên đời chỉ có hai loại người, tội phạm và không phải tội phạm. Bất hạnh thay ta là loại một, cho nên dù ta đang ăn dưa hấu thì ông ta cũng nghĩ ta chuẩn bị phạm tội. Sỏ Nhi liếc quanh thấy không ai để ý tới đám người mình, nhỏ giọng, thì chúng ta đang chuẩn bị trộm đồ mà, lão quan có sai đâu. Thiết Tâm Nguyên quát, nói láo, chúng ta đang sửa đường, có văn điệp của quan phủ, lão hà giám công, các ngươi là lao dịch, ta là người qua đường, phải phân biệt rạch ròi. Sỏ Nhi bĩu môi, ta là lão quan cũng hoài nghi ngươi, có thái học sinh nào luôn xuất hiện bên đống người chết không? Thật muốn úp luôn miếng dưa hấu vào mặt hắn, Thiết Tâm Nguyên ăn hết dưa hấu chưa hết tức, sai Phúc Nhi vớt quả dưa nữa tiếp tục chút giận vào đó. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 243, Hủy chứng cứ. Đường lớn chẳng có chỗ mà che nắng, mặt trời gay gắt chiếu lên đầu muốn bỏng, không ăn ít dưa hấu sẽ trúng nắng, lão bao rõ ràng cố ý. Ông ta cố ý tra hỏi đám huynh đệ bọn họ cuối cùng, khi mặt trời ngả về phía tây mới có nha dịch tới tìm bốn huynh đệ đầu đội vỏ dưa hấu, người nào người nấy lờ đờ uể oải. Có đãi ngộ này là may nhờ lão. Hà tỉnh lại, chuyện đầu tiên là chất vấn nha dịch, vì sao không bắt người hồi hồ giết quan tạo phản. Thế nên mới có nha dịch tới tìm bọn họ. Chứ trước đó với lão bao, Thiết Tâm Nguyên mở mồm là toàn lời dối trá, không tin một chữ. Chu Thông đối chiếu danh sách cống phẩm, kết quả phát hiện con số chênh lệch nghiêm trọng, nhất là vẫn thạch quý giá đã không còn nữa. Bao trưởng nhìn danh sách, chất vấn tướng lĩnh cấm quân, có cá lọt lưới không? Bẩm phủ tôn, số lượng đạo phỉ không rõ, còn bách tính tham dự truy đuổi đạo phỉ không thiếu một ai. Bao trưởng nhìn quanh, chỉ trang viên cách đó không xa, đó là trang tử nhà ai? Bảo chính đương địa chạy tới, đó là trang viên của Lý Xảo, Lý đại quan nhân. Trùng hợp thật, tra xét thật kỹ cho ta. Sai dịch và binh sĩ đi rồi, bao trưởng đứng bên con kênh nước chảy cuồn cuộn, gọi Thiết Tâm Nguyên tới, làm rất kín kẽ. Tặc nhân không ai nhận ra ngươi, chỉ có mấy tên bị người hồi hột bắt khai có duyên được ngươi cho miếng dưa hấu. Lão phu thậm chí thấy ngươi nói thật, đây là tao ngộ cực kỳ ngẫu nhiên, dựa theo văn điệp quan phủ, các ngươi sửa đường 4 ngày, không phải cố ý chặn đội xe, phủ tôn minh xét. Thiết Tâm Nguyên vái một cái, lúc này không nên nói nhiều, đội xe hồi hột vốn phải qua đây 2 ngày trước.
vì huyết chiến với đạo tặc ở Trường Cố Sơn mà chậm trễ hành trình, ma xui quỷ khiến thế nào gặp phải các ngươi, xem ra đúng là ngươi không liên quan. Bao Trưởng nói tới đó đột nhiên trở giọng, có điều ngươi mau trả lại cống phẩm đã lấy trộm đi thì hơn. Lão này đúng là gian con bà nó, Thiết Tâm Nguyên kêu oan, phủ tôn, lời ngài nói không liên quan gì tới học sinh. Thủy Kinh chú có ghi, đại địa bất động, nước chảy không ngừng, có núi non sông ngòi đều là do nước chảy. Lão Phu không biết làm sao nước có thể tạo nên địa hình này, nhưng Lão Phu biết nước ở con kênh này có thể đưa đi tất cả. Mọi thứ ngươi muốn, đưa ra đi, Lão Phu sẽ coi chưa có chuyện gì xảy ra, tính thưởng công cho ngươi dẫn huynh đệ lao dịch sửa đường. Tính là ngươi nhàn rỗi tới công trường chơi, tính là ngươi gặp phải sự kiện đột phát vỗ về bách tính thiện lương. Bao Trưởng nói một hồi thấy Thiết Tâm Nguyên ra vẻ hoang mang mờ mịt thì biết mình tốn nước bọt rồi, con tiểu hồ ly này không hề có ý thẳng thắn với mình. Nhìn xung quanh bách tính không ít người mặt mày máu me be bét, khóc lóc kể tội với mình quan binh đối xử tệ bạc với họ ra sao. Bao Trưởng không khỏi có chút nản chí, thế giới này không thuộc về bọn họ, chẳng được gì lại còn ăn đòn, trong khi kẻ hưởng lợi lại nhờn nhơ. Mau trả Vẫn Thạch, thứ đó nặng tới 500 cân, các ngươi không che giấu nổi đâu, trả Vẫn Thạch thứ khác Lão Phu không hỏi tới. Bao Trưởng có ép lửa giận nói, Thiết Tâm Nguyên nghe tới câu này thì nhẹ hết cả người. Lão Bao có thông tuệ tới mấy cũng không biết Vẫn Thạch 500 cân rơi xuống đất kinh khủng thế nào. Có điều không thể trách ông ta, nhận thức của người Tống về thiên văn vẫn dừng ở thời đại Ngưu Lang chức nữ. Thiết Tâm Nguyên không nói gì, gọi đám huynh đệ tới, lăn một tảng đá lớn xuống kênh, mặc cho dòng nước chảy xiết ra sao. Tảng đá vẫn đứng đó trơ trơ, làm nước xô vào bắn tung tóe lên bờ, cuối cùng tràn ra khỏi kênh, nước chảy lênh láng khắp nơi. Thiết Tâm Nguyên đường hoàng chắp tay nói, học sinh không có thần lực để chớp mắt khiêng Vẫn Thạch 500 cân đi. Nước có thể chở thuyền, đúng thế, nhưng muốn chở con thuyền 500 cân thì không nổi, xin phủ tôn minh xét. Bao Trưởng nhìn tảng đá mà nhíu mày, sau đó quay sang bộ đầu ra lệnh, hỏa tốc bắc thượng tìm hành tung đội xe hồi hột. Tìm vết bánh xe xác định xem chúng có Vẫn Thạch 500 cân hay không, phái người tới Hồng Lư Tự, hỏi người hồi hột Vẫn Thạch ở đâu. Công nhận Lão Bao xoay chuyển tư duy rất nhanh, trí tuệ hơn người một bậc. Chỉ tiếc là đầu óc lại bị kẹt ở tảng đá 500 cân kia, phải thông cảm cho ông ta, trong lúc trăm công ngàn việc như vậy có sơ suất là hiển nhiên. Thế là số bông mịn và các loại bảo thạch tinh mỹ được Linh Nhi đón lõng ở cuối con kênh ngay lập tức đưa tới xưởng sản xuất dây chuyền của Nhu Nhi. Nhu Nhi rất bận rộn, áo lót kiểu mới vừa đưa ra bán, đã thành vật yêu thích của phụ nhân Đại Tống. Hơn trăm cái áo lót vừa nhập vào hiệu đã có vô số tiểu nha hoàn đổ xô tới, không hỏi kích cỡ, chẳng hỏi giá tiền, cứ có là mua hết. Lúc này cho dù là Bao Trưởng cũng chẳng thể hạ lệnh cho bộ thuộc đi kiểm tra số yếm lót kia, nó quan hệ tới quan thành. Một khi người Đông Kinh mà biết Bao đại nhân hứng thú với đồ vật thiếp thân của phụ nhân, chỉ trong vòng 3 ngày, cái danh cuồng ma sắc giới sẽ chụp lên đầu ông ta. Tới lúc đó cả lợn nái đứng cạnh ông ta cũng phải cảnh giác. Đông Kinh có rất nhiều người thuyết thư, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội dùng những lời ngoa ngoát nhất vạch trần bí mật riêng tư của quan viên để kiếm sống, vì đó là thứ bách tính thích nhất. Bọn họ vừa hâm mộ cuộc sống dâm mỹ của quan viên, một mặt nhổ nước bọt chỉ bới chỉ kẻ vô liêm sỉ mới làm ra những chuyện như vậy. Cho dù có quan viên phát hiện bảo thạch trên áo lót của lão bà bất thường cũng phải bịt chặt mồm, chẳng may lão Bao biết đòi lấy áo lót của lão bà mình, vậy có được không? Do không có bất kỳ chứng cứ gì, cho nên đám Thiết Tâm Nguyên và Xảo Nhi được thả cho đi, về trang vừa vặn gặp Bao Tử đang đánh xe ngựa chở đợt áo lót cao cấp nhất tới cửa hiệu Mã Hành Nhai. Nhưng Xảo Nhi không vui chút nào, vì khối Vẫn Thạch to bằng đầu người đang được nung chảy trong lò, tuy đỏ rực rồi mà không chảy ra. Khỏi thất vọng, ta nói với ngươi Vẫn Thạch tối đa chỉ có 50 cân cứ theo đỏ, mà tìm, nếu ngươi cứ chăm chăm tìm Vẫn Thạch 500 cân thì đừng hòng ra. Xảo Nhi chưa hết hậm hực, đến 50 cân cũng chẳng được, trừ đi tạp chất thì giỏi lắm được 5 cân tinh thiết. Thiết Tâm Nguyên nóng ruột dục, không nói nhiều nữa, mau xử lý nó đi, ngươi không biết đây là tăng vật à? Không phải đang làm đây à, ngươi mới đừng lắm lời, việc này lão tử mới là chuyên gia, xéo sang bên mà xem. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 244, sơ suất ngoài dự liệu. Xảo Nhi múc một thìa bột than chì đổ lên, tức thì kỳ tích xuất hiện,
bột than chì và thiết khoáng dung hợp với nhau. Vẫn thiết biến thành thứ trong mờ mờ, cuối cùng từng tan ra từng giọt trong nồi nấu quặng, Thiết Tâm Nguyên mới thở phào. Khi nước sắt trong nồi nấu quặng biến thành màu hồng nhạt, Sảo Nhi lấy kìm gắp nồi, từ từ đổ vào khuôn đất. Đợi nước thép biến thành phôi kiếm nguyên thủy nhất, công đoạn còn lại là từng chùy đập than trong phôi kiếm ra mà thôi. Còn Dương thì bị Linh Nhi ném vào lò, chớp mắt biến thành tro, thế là hủy thi diệt tích thành công. Khi lựa chọn Dương, đám Sảo Nhi rất khôn, cứ cái Dương nào đẹp mà nhẹ là ném xuống nước. Một là Dương nhẹ thường chứa đồ quý, hai là trôi nhanh tới Sảo Trang, nơi đó có Linh Nhi đón lõng sẵn. Đó chính là ích lợi khi làm việc vạch kế hoạch chu đáo, dù gặp sự kiện đột phát vẫn ứng phó tự nhiên. Đương nhiên không thể thiếu phối hợp thuần thục, hiểu ngầm ăn ý, mà chuyện này thì đám người từ nhỏ đã làm đủ loại chuyện xấu dễ dàng hiểu được ý đồ của đối phương. Khi xa giá của Bao Trưởng lần nữa tới Sảo Trang thì Sao Nhi thản nhiên rèn phôi kiếm luyện từ vẫn thạch ngay trước mặt ông ta. Nhúng phôi kiếm đỏ rực vào nước, sau khi khói xanh bốc lên, tùy ý ném vào đống phế liệu, vẫn thạch đen xì xì chẳng khác gì đống phế liệu vứt đi. Vốn chuyện lục, soát nhỏ nhặt này không cần đích thân Bao Trưởng, nhưng dính dáng tới Thiết Tâm Nguyên là ông ta tự đi làm, ông ta đã tra ra vẫn thạch chỉ có 46 cân mà thôi. Sảo Nhi không lắm lời, gọi hết Nam Đinh toàn trang ra, cởi chỉ còn mỗi khố, đứng giữa đồng viện. Còn Tây viện thì có đám bà tử lục soát. Bao Trưởng thấy Sảo Nhi sảng khoái như thế là biết chuyện hỏng rồi, muốn kiếm tội chứng khó hơn lên trời. Nhưng Thiết Tâm Nguyên và Sảo Nhi chưa kịp vui mừng thì một bà tử vội vàng chạy ra, trong tay cầm hai cái bình an khấu màu lục bích. Bẩm phủ tôn, hai cái bình an khấu này tìm thấy trên người phụ nhân nội trạch, thuộc hạ cho rằng nó thuộc về vật phẩm mất tích trong sứ đoàn hồi hột. Bình an khấu là trang sức ngọc trừ tà giữ bình an của người xưa, còn gọi là mắt La Hán. Thiết Tâm Nguyên giật mình đánh thót nhưng không lộ ra chút gì bất thường. Sảo Nhi ngẩng đầu nhìn trời không nói không rằng. Đám Linh Nhi cũng bình chân như vậy, làm việc xấu mà dễ dàng để lộ ra mặt thì chúng bị tóm không biết bao lần. Bao Trưởng không bình luận vội, nói đưa người đó lại đây cho bản phủ. Nhìn thấy vương bà tích tóc tai bù xù khóc khóc lóc lóc bị bà từ kéo từ Tây viện ra, Thiết Tâm Nguyên biết hỏng rồi. Sảo Nhi nắm chặt tay lại. Khỏi cần nói cũng biết vương bà tích phụ trách khâu trang sức nổi lòng tham trộm hai cái bình an khấu. Tạo thành đại họa, chuyến này thua rồi. Với tính vương bà tích, Bao Trưởng chỉ dọa một tiếng, à ta cũng sẽ khai sạch bách. Đây gọi là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Ha ha ha, từ xưa tới nay, một chữ tham hủy không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán. Thiết Tâm Nguyên, lão phu sẽ chuẩn bị cho các ngươi một nhà lao tuyệt đối không thể thoát, ngăn cách hoàn toàn với phạm nhân khác, để xem các ngươi làm sao thoát khỏi lưới trời. Bao Trưởng nhìn đám Thiết Tâm Nguyên đứng đó tỏ ý không khuất phục, đích thân tới thẩm vấn vương bà tích, giọng ôn hòa nói, chỉ cần khai ra lai lịch hai cái bình an khấu này, bản phủ sẽ mở một lối thoát cho ngươi, không truy cứu tội hành. Vương bà tích rụt rè nhìn Sảo Nhi, nói lớn, người ta tặng. Ai tặng? Một người vùng ngoài. Lời nói dối ngớ ngẩn như vậy làm sao qua được mắt lửa ngươi vàng của Bao Trưởng? Thiết Tâm Nguyên căn bản không hy vọng gì. Nụ cười trên mặt Bao Trưởng biến mất, ra hiệu cho bộ đầu, bản thân về xe ngựa đợi tin. Bộ đầu Trương Tường là người lần trước áp giải Thiết Tâm Nguyên bị Sảo Nhi bắt mất giữa chợ, sau đó thuộc hạ của hắn lại chết trong lao, có thể nói thủ oán chồng chất. Lập tức lấy một bộ giáp côn ra, gằn giọng với vương bà tích, nhưng ánh mắt nhìn về phía khác, muốn nói gì thì nói đi, đến khi tay bị kẹp nát nói thì cũng muộn. Vương bà tích hoảng sợ lùi lại, hét chói tai, ta nói thật, ta nói thật. Trương Tường không vội hành hình mà bước tới từng bước, thịt ngươi đáng tiền lắm à, hai cái bình an khấu này ít nhất phải trăm quan, con mẹ nó, ai thèm ngủ với ngươi một lần mà cho nhiều tiền như thế. Hôm nay ngươi không khai ra, lão tử kẹp nát xương ngươi, khiến ngươi biến thành đống bùn nhão, sau này không dựa vào thân xác kiếm tiền nữa. Nói xong phất tay gọi người tới. Không, không. Á á. Vương bà tích dãy dụa liên tục không ăn thua, hai bà tử hung dữ xông tới, lắp giáp côn lên ngón tay, tức thì tiếng thét đau đớn thấu trời xanh. Chỉ thoáng cái thôi hai bàn tay nõn nhà như cọng hành bị giáp côn kẹp tới biến hình, đỏ rực. Sảo Nhi nghiến răng, tay run rẩy, định đi lên thì Thủy Nhi giữ lại, hắn là người nhiều tuổi thứ hai trong trang. Trầm tính ít nói làm việc rất đáng tin cậy, chuyện này đợi xem, người khác khai ra là một chuyện, mình tự nhận là chuyện khác. Vương bà tích nổi lòng tham thì tự chịu hậu quả, và lại à không phải là người xảo trang. Ta nói thật, á,
Nói thật mà. Á, hành, hình trước mặt mọi người là sách lược của quan phủ, người bị tra tấn chỉ có Vương Bà Tích, nhưng hạ tất cả những người còn lại trong viện tử đều phải gánh chịu áp lực tâm lý cực lớn. Khốn kiếp, các ngươi làm gì nhắm vào lão tử? Sở Nhi rốt cuộc không chịu nổi nữa, vùng tay thoát khỏi Thủy Nhi, gầm gừ xông tới, nhưng bị nha dịch ngăn cản, bốn nha dịch ấn chặt hắn xuống đất. Nhu Nhi khóc lóc thảm thương, người phụ trách hành hình lờ đi, dùng giáp côn kẹp cho Vương Bà Tích chết đi sống lại. Vương Bà Tích có thể chống đỡ tới mức này không khai ra là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Thiết Tâm Nguyên rồi, chuyện mình làm. Sao để người khác chịu tội, cười dài, hướng về phía Bao Trừng nói lớn, phủ tôn đừng hành hạ người ta nữa, học sinh nhận là được. Bao Trừng vén rèm xe, lạnh lùng nói, ý ngươi là lão phu hùng hình bức cung. Thiết Tâm Nguyên nhạt giọng nói, dưới đòn roi muốn gì không được. Học sinh tự biết mình không thể chịu được hình phạt, phủ tôn nói gì, học sinh nhận cái đó, bớt việc cho ngài, học sinh cũng đỡ bị giày vò. Bao Trừng ném hai bình an khấu ra, nếu ngươi giải thích được nguồn gốc của thứ này, lão phu tự nhận là ác quan. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ Hai tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 245, Bản lĩnh Vương Bà Tích. Thiết Tâm Nguyên nhặt hai bình an khấu lên, thở dài, bình an khấu kiểu hồi hộp, tuy nói là đồ hiếm, nhưng không phải không có, phủ tôn sao nóng vội quy tội cho người trong xảo trang như vậy, chẳng lẽ có ẩn tình. Ha ha ha, kẻ khác vì thoát tội thường nói lão phu bất chấp tình người, ngươi lại công kích chứng cứ trong tay lão phu, đúng là cao hơn một bậc. Bình an khấu là món trang sức ngụ ý cát tường, ở Đông Kinh có không ít, nhưng xuất hiện ở xảo trang vào lúc này là vấn đề lớn. Sở Nhi thấy máu tươi nhuộm đỏ hai tay Vương Bà Tích, gầm một tiếng hất nha dịch ra, rồng, tới chỗ Bao Trừng, chuyện xảy ở xảo trang, ta là trang chủ, phủ tôn muốn hỏi gì thì cứ hỏi ta, sao lại hành hạ một phụ nhân yếu đuối. Lúc này Vương Bà Tích đã hôn mê rồi, Bao Trừng thở dài, một dâm phụ mà kiên cường thế này thật kiếm có, nhưng dưới quốc pháp không có tư tình, trương tường, tiếp tục. Ao, một thùng nước giếng dội lên người Vương Bà Tích, vừa lờ đờ tỉnh lại, nhìn thấy 10 ngón tay cong queo của mình, hét một tiếng ngất xỉu. Ao, lại một thùng nước nữa hất lên, mái tóc dài hết sức chăm chút của Vương Bà Tích rối tung như cỏ dại, hai mắt thất thần, nhìn Sở Nhi cười yếu ớt, ngươi thích nhất ngón tay của ta. Sở Nhi sống mũi cay cay, vẫn đẹp, đẹp lắm, sau này ta vẫn đợi ngươi ở đóng cỏ. Vương Bà Tích nhổ một bãi nước bọt trước mắt bộ đầu trương tường, ngươi là thứ ngu xuẩn, nói không ai bỏ 100 quan vì ta, cho ngươi biết, ta lừa một tên ngốc 200 quan, hắn không đòi về. Hi hi hi, hai bà tử giật tóc Vương Bà Tích kéo lại, ả vẫn cười hì hì. Trương tường ngồi xuống vén mí mắt Vương Bà Tích lên, chắp tay bẩm báo với Bao Trừng, phủ tôn, bà nương này điên rồi. Sở Nhi nghe vậy gào lên, tóm tay nha dịch vật xuống đất, những tên khác xông lên thì bị đám Linh Nhi ngăn cản, Sở Nhi chạy tới ôm lấy Vương Bà Tích gào lên như con thú bị thương. Thiết Tâm Nguyên âm trầm nói, dựa theo tống luật, Vương Bà Tích không thích hợp giam giữ, xin phủ tôn khai ân, để học sinh đưa nàng ta đi trị bệnh. Bao Trừng bực bội phất tay, đi đi, Thiết Tâm Nguyên có ngươi vì ngươi gặp họa rồi, tới giờ mà ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao? Phủ tôn bức người ta phát điên, liên quan gì tới học sinh? Cái nhìn của bản phủ khác ngươi, kẻ điên không phải Vương Bà Tích mà là chính ngươi dồn người khác vào cảnh này. Thiết Tâm Nguyên lắc đầu, học sinh tâm lộ rõ ràng, văn chương tiên sinh dạy vẫn ghi nhớ trong lòng, không điên. Bảo Trừng không nói, với y nữa, chỉ Sở Nhi, ngươi là trang chủ, vậy những vật phẩm khác cũng phải tính lên người ngươi rồi. Sở Nhi chỉ biết ôm Vương Bà Tích, như thể chỉ như thế mới làm lòng hắn thoải mái hơn. Thiết Tâm Nguyên đành lên tiếng thay, phủ tôn có thể cho biết là mất gì, nếu trong phạm vi gánh chịu của trang tử, liệu có thể đừng giam hắn, để hắn kiếm tiền bồi thường. Được, trương tường, đưa cho y danh sách. Thiết Tâm Nguyên nhận lấy danh sách xem qua, 30 bình an khấu, 16 viên mã não, 60 hương mộc châu, 8 thớt vải mịn, đều là chuyện nhỏ, chỉ là vẫn thạch nặng 500 cân thì làm khó người ta quá. Trương tường đính chính, 46 cân. Thiết Tâm Nguyên nhạt giọng, danh sách ghi 500 cân, ngươi định dùng thứ 46 cân lừa dối bệ hạ sao? Ngươi, Bao Trừng biết một võ nhân sao là đối thủ của Thiết Tâm Nguyên, nói vào, đó là chuyện của người hồi hột không phải của chúng ta. Ngươi không cần để ý tới y. Thiết Tâm Nguyên điên rồi,
lão phu không muốn thêm nhiều người bị điên, nếu ngươi tìm lại được đồ, lời bản quan vẫn tính. Ai dám nói điều kiện với quan phủ chứ, một lệnh của ngài phát xuống, thảo dân chỉ biết vâng vâng dạ dạ thôi. Đồ đạc không là gì, cho ta nửa tháng, không biết phủ tôn ngài có muốn vẫn thạch 500 cân không, chứ bốn mấy cân ít quá. Thiết Tâm Nguyên rất cẩn thận lựa chọn câu chữ, từ đầu tới cuối không hề nhận tội, hừ, bản quan không làm khó người khác, 4-6 cân là đủ. Cho ngươi nửa tháng, đợi bản quan xử lý đạo phỉ xong, ngươi nên cho bản quan câu trả lời, nếu không Lý Xảo là tên tặc nhân cuối cùng bị xử lý. Bao Trừng vẫn bộ mặt nghiêm nghị ngàn năm không đổi, Lý Xảo không phải tặc nhân. Thiết Tâm Nguyên nói từng chữ một, có phải hay không không do lời của ngươi định đoạt. Sở Nhi không muốn nghe họ lải nhải, ôm Vương Bà Tích đi vào Tây Khóa Viện, lúc này xem bệnh cho Vương Bà Tích mới quan trọng. Xe Linh Nhi lắp xe lừa rời trang, tranh thủ thời gian vào thành tìm danh y. Trương Tường cùng hai nha dịch ở lại xảo trang giám thị, không cho ai tự tiện rời đi. Bao Trừng căn dặn một lúc sau đó dẫn người về phủ, với ông ta mà nói chuyến đi này không hề vui vẻ gì. Xảy ra chuyện như vậy, người xảo trang lần đầu tiên coi Vương Bà Tích là người của mình, đều kéo tới Tây Khóa Viện xem tình hình. Sở Nhi lúc này cho 10 ngón tay Vương Bà Tích vào nước đá, tránh bị sưng khi đại phu tới không chữa được. Có câu 10 ngón tay nối liền với tim, thương thế đó người ngoài nhìn vào cũng rợn sống lưng, vậy mà Vương Bà Tích vẫn cười khúc khích. Thiết Tâm Nguyên thở dài, không cần cười nữa đâu, Bao Trừng đi rồi. Mắt Vương Bà Tích đảo một vòng, nhìn Sở Nhi vẫn hoang mang, vừa khóc vừa cười nói, quan nhân ngốc, nô nô giả vờ đấy. Á, đau quá. Sở Nhi ngớ ra, ngươi giả vờ. Bị đau tới mặt mày méo mó, Vương Bà Tích trả lời ngắt quãng, chút, đau đớn này có là gì? Khi nhỏ nô nô theo A Nương từ Thục đi tới Đông Kinh mới chết người, A Nương bị chó cắn nát người, nô nô mỗi ngày phải đi tìm thảo dược cho A Nương đắp vết thương. Vết thương thối giữa mà A Nương không kêu ca, còn nói đó là mạng, không oán trách được, bảo nô nô sau này kiếm được một nam nhân tốt thì đừng buông tay. Cuối cùng A Nương bị một người mà mình cho là nam nhân tốt giày vò nổi điên, nô nô hầu hạ A Nương 4 năm, còn ai hiểu rõ người điên hơn nô nô. Vì tránh bị người ta ức hiếp, nô nô giả điên như cơm bữa, về sau người ta tưởng nô nô điên thật. Sở Nhi không biết những chuyện bi thảm này, trước kia hắn hoàn toàn si mê khoái cảm thân thể này đem lại, ôm lấy Vương Bà Tích, được rồi. Ta cho trượng phu ngươi ít tiền, hai người hòa ly, sau này ngươi ở lại xảo trang, cái gì không dám nói, có miếng ăn ta cho ngươi một nửa. Không ngờ Vương Bà Tích rơi nước mắt lắc đầu, đại quan nhân rất tốt, nhưng không phải của nô nô, nếu muốn người ta, chúng ta tới đống có gặp nhau. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 246, Thủy hình ác độc, 1. Để lại không gian riêng cho hai người, Thiết Tâm Nguyên đuổi những người khác ra ngoài. Vương Bà Tích nhiều tật xấu, nhưng không ngu xuẩn, nói tới tật xấu thì người xảo trang có ai không thói hư tật xấu đầu người chứ. Riêng một điều không phản bội người mình là đủ rồi, từ nay trong xảo trang sẽ có một chỗ thuộc về nàng. Linh Nhi kéo một lão đại phu loạng choạng vào sân, kệ ông ta chửi bới, dẫn tới phòng Vương Bà Tích. Đóng cửa lại mới thở hồng hộc kéo Thiết Tâm Nguyên sang một bên, thứ khác dễ kiếm, còn vẫn thạch phải làm sao, thứ đó bị chúng ta nung chảy rồi. Vẫn thạch là gì? Thiết Tâm Nguyên hỏi lại, Linh Nhi không biết nói sao, nghĩ một hồi vung tay minh họa là thứ đốt không chảy. Vậy chúng ta cho họ một cục đá đốt không chảy là được. Thế cũng được à? Đương nhiên, quan viên còn dán vảy vàng vảy bạc lên người lợn nói nó là kỳ lân nữa cơ mà. Vì sao chúng ta lại không thể dùng cục đá nung không chảy làm vẫn thạch? Thiết Tâm Nguyên xua tay, chuyện đâu còn có đó, giờ người là quan trọng nhất. 10 ngón tay của Vương Bà Tích bị gãy mất 4-6 ngón còn lại đều chật khớp nghiêm trọng. Khi đại phu nắn xương, cơn đau đó người thường không thể chịu đựng. Tiếng kêu gào của Vương Bà Tích truyền khắp trang, Nhu Nhi và mấy tỷ muội nước mắt rưng rưng đứng ngoài phòng chờ đợi. Trương Tường và hai tên nha dịch ngang nhiên vào bếp kiếm được mấy miếng xương mang ra gặp. Cười hô hố nhìn đám đông lo lắng trong sân, thi thoảng còn chỉ trỏ trỏ, mặc kệ những ánh mắt phẫn nộ, cứ luôn mồm nói mụ điên. Sở Nhi tiễn đại phu đi ra nhìn Trương Tường một cái không nói gì, dọn phòng khách cho. Đại phu, đợi mai trị thương tiếp. Trương Tường hất hàm quát, này Lý Xảo, cầm rời ra ra 10 thước đấy. Trương Bộ Đầu,
mọi người ở Đông Kinh là chỗ quen biết cũ rồi. Trước kia ngươi là nha dịch, ta cũng có chu cấp, dù không tính là giao tình, cũng không cần tuyệt tình như thế. Sở Nhi mặt âm trầm nói, Trương Tường cười khẩy nhổ phì bãi nước bọt, ra ra đây là bộ đầu phủ khai phong, ngươi chẳng qua là tên lưu manh mà xứng nói là quen biết lão tử à. Rồi chỉ gian phòng cạnh phòng Sở Nhi, hôm nay ra ra ngủ ở đây, đồ kẻ nào thì dọn ra ngoài đi. Gian phòng đó là của Thiết Tâm Nguyên, y không nhiều lời lấy đồ của mình đưa ra ngoài, Trương Tường dẫn hai nha dịch kiểm tra kỹ lưỡng một phen. Quát bảo Phúc Nhi mang rượu tới, ba người ở trong phòng chơi đoán quyền uống rượu, cười nói ồn ào. Trăng lên giữa trời, Sở Nhi từ phòng mình ra, thấy Thiết Tâm Nguyên ngồi ở thiên tỉnh, trước mặt có một bầu rượu và đĩa đậu tằm. Đã ngủ được chưa? Chưa. Sở Nhi lắc đầu, nàng ấy bảo ta đánh ngất, không chịu nổi đau nữa. Mà ngươi sao để Trương Tường ngủ trong phòng mình, thường ngày ta vào phòng ngươi ngủ một tối ngươi cũng kêu ca. Thiết Tâm Nguyên ném đậu tằm vào mồm, đây là lần cuối cùng trong đời hắn có thể ngủ yên lành, ta chấp làm gì? Sở Nhi giật mình, vạn vạn lần không thể giết người ở đây. Ta không giết, bao chừng còn đang đợi kìa, giờ giết người chỉ khiến chúng ta rơi xuống vực sâu không đáy. Ta làm việc mà ngươi còn phải lo à? Sở Nhi yên tâm ngồi xuống, cầm lấy viên đậu tằm, hồi lâu không ăn, lần này do hắn gây họa, mục đích ban đầu chỉ nhắm vào Vẫn Thạch mà thôi, hắn nhất thời nổi hứng còn lấy cả những thứ khác. Nếu không phải tại hắn thì Vương Bà Tích cũng đâu có cơ hội lấy trộm như vậy. Trước kia Thiết Tâm Nguyên nói tới nhân quả thật không sai. Cũng không phải vì tham lam, tiền kiếm được làm gì, chẳng phải hưởng thụ à, nếu vì thế đám. Sở Nhi đã chẳng chôn tiền dưới đất, bản thân vất vả ép dầu, hắn chỉ là thích cái cảm giác đó. Mọi khi mỗi lần phạm sai lầm đều bị Thiết Tâm Nguyên xỉa sói rất lâu, lần này y không nói gì cả, Sở Nhi rất biết ơn, chủ động nghĩ cách giải quyết. Lần trước ta có được viên khổng tước thạch từ khách thương Tây Vực, ngươi thấy dùng làm Vẫn Thạch được không, chỉ là không đủ nặng. Sắt trong tảng đá đó bị Sở Nhi nung chảy, vậy mà phần bên ngoài nung 7-8 ngày không chảy, tặng cho hoàng đế đúng là thích hợp, Thiết Tâm Nguyên gật đầu. Ngươi cho sắt thuần vào trong là đủ, dù sao người khác chẳng làm gì được thứ đó, bọn chúng ngay sắt thuần cũng không nung nổi nữa là. Bóng đêm mờ ảo phủ xuống mặt đất, bên kia bức tường thành cao lớn là đường phố sáng đèn nhộn nhịp, bên ngoài chỉ tiếng ếch kêu ộp oạp, ánh đèn le loi chiếu ra từ tiểu trang nằm lặng lẽ bên tường thành. Một điều kỳ lạ là đêm khuya khiến người ta tỉnh táo hơn ban ngày, Sở Nhi hối hận nói, ai? Đáng lẽ lúc đó ta không nên lấy thêm mấy thứ kia, chỉ là cơ hội tốt như vậy trước mắt, tay chân ngứa ngáy không nhịn được. Thiết Tâm Nguyên thở dài, nếu là ta có lẽ cũng làm như ngươi, chuyện của Vương Ba Tích không ai trách ngươi hết. Ta biết. Sở Nhi vỗ vai Thiết Tâm Nguyên, chỉ là Vương Bà Tịch không phải người của chúng ta, điều này ta dám khẳng định, nàng ta hy sinh nhiều như thế, chẳng qua là muốn nhiều lợi ích hơn thôi. Nàng ta rất thông minh, biết lợi ích kiếm được ở chỗ quan phủ không nhiều bằng ở chỗ ta. Ta và nữ nhân đó ngủ với nhau lâu như vậy, rất biết nàng ta không phải là người có tình nghĩa, ta thử muốn nàng hòa ly với trượng phu, kết quả là người ta không chịu. Lưu Nhị không quản thúc được nàng, cũng không muốn bị ta quản thúc, nàng giống bọn ta, đều là cái cỏ dại mọc lên ven đường, thà sống bừa bãi chứ không muốn bị gò bó. Dù thế nào hôm nay người ta hy sinh lớn, như thế, ta sẽ cho nàng ta một khoản tiền ngoài tưởng tượng, đủ nàng ta đi tới bất kỳ nơi nào, sau đó cắt đứt. Thiết Tâm Nguyên ngửa cổ uống một ngụm rượu, ta lại thấy hai người là đôi trời sinh đấy, bạc tình lang, vô tình phụ, môn đăng hộ đối. Ha ha ha, phải nói mấy câu khó nghe mới là ngươi, hôm nay nhẫn nhịn khó chịu lắm rồi phải không? Sở Nhi đứng dậy chỉ gian phòng không có chút động tĩnh nào, ngươi định làm gì chúng thì làm đi, ta ra sưởng chút. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 247, Thủy Hình Ác Độc 2. Thiết Tâm Nguyên vẫn ngồi đó thong thả ăn đậu tằm ngâm muối đem rang, mặn mặn lại mềm xốp, ăn rất ngon. Bình thường lúc thế này y hưởng thụ nhất, hôm nay như có ngọn lửa bập bùng cháy trong mắt. Ăn xong Thiết Tâm Nguyên gọi Hỏa Nhi tới, tên này tuy chân tay thô kệch một chút nhưng rất khéo léo, được Sở Nhi truyền nghề thợ rèn. Hỏa Nhi chẳng tốn mấy công sức đã mở được phòng của Thiết Tâm Nguyên, ngọn nến vẫn cháy nhưng ba người trong phòng đã ngủ say. Trương Tường là một người cẩn thận, hắn không đụng tới rượu Hỏa Nhi đưa tới, uống rượu mình mang theo, ấm trà trên bàn vẫn còn đầy nguyên.
hồ lô rượu, gói lá sen cùng xương sẩu vương vãi khắp nơi. Cả ba đều mặc nguyên quần áo, hai tên kia quần áo nhem nhuốc dầu mỡ bẩn thỉu gục trên bàn, còn Trương Tường vẫn sạch sẽ, chỉ có chút hơi rượu nằm thẳng cẳng trên giường. Hỏa Nhi mang nến có hương an thần đi, thay nến mới, cùng Thiết Tâm Nguyên dùng vải rộng quấn chặt Trương Tường, buộc hạt quả vào miệng hắn. Xác nhận Trương Tường không thể phản kháng, lấy nước lạnh lau mặt hắn, Trương Tường tức thì dùng mình tỉnh lại. Nhìn thấy Thiết Tâm Nguyên cầm nến đứng trước mặt mình, nói không được, cử động cũng không xong, hai mắt trừng lên như muốn lòi khỏi tròng. Thiết Tâm Nguyên không thừa lời, những lúc thế này nói nhiều dễ xảy ra chuyện ngoài ý. Muốn, một cái hồ lô nước chứa đầy nước đá treo trên màn, rút châm dưới đáy hồ lô ra, một lúc lâu có giọt nước nhỏ xuống, rơi trúng mi tâm Trương Tường. Hỏa Nhi quấn một lớn chăn quanh cổ Trương Tường để hút nước. Tính toán thời gian nước nhỏ xuống xong, Thiết Tâm Nguyên hài lòng dẫn Hỏa Nhi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Trong phòng trừ tiếng nước thi thoảng nhỏ xuống tách một cái thì chỉ có tiếng thở nặng nề của đám nha dịch. Đến canh bốn khi Hỏa Nhi vào phòng, đốt nến lên bị hai con mắt trắng dã của Trương Tường làm giật mình. Cởi hạt quả trong miệng Trương Tường ra, tức thì miệng hắn trào một đống dãi trắng. Thiết Tâm Nguyên dùng vải quấn hắn lau sạch, giúp hắn vuốt mắt. Hỏa Nhi thì thu lại hồ lô. Kiểm tra lại gian phòng, không có chút dấu tích nào, thấy một tên nha dịch nói mớ, lần nữa thổi nến rời đi. Trong lòng Thiết Tâm Nguyên cũng có một cuốn pháp luật. Pháp luật này khác với tống hình thống mà Bao Trưởng thừa nhận, nó khiêu chiến với hệ thống đạo đức của thế giới này, nhưng y chẳng bận tâm, y chỉ muốn sống ở thế giới này thật khoái hoạt và thỏa mãn thôi. Trương Tường đã thành người gỗ, một người chỉ biết dựa vào bản năng hô hấp, uống nước, ăn cơm, bài tiết, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào với thế giới bên ngoài. Linh hồn của hắn như bị yêu ma quỷ quái hút mất, nằm đó chỉ có cái xác thôi. Thiết Tâm Nguyên đã tự mình nếm thử uy lực của thủy hình rồi, khi tứ chi bị trói chặt, miệng không thể nói, nỗi sợ hãi vô hình lan tỏa khắp toàn thân. Mà mỗi khoảng thời gian lại có nước lạnh nhỏ xuống, làm thân thể ngươi luôn tỉnh táo, hình phạt đó duy trì đủ lâu, tư tưởng và thân xác sẽ hoàn toàn tách khỏi nhau. Đó là ác mộng của Thiết Tâm Nguyên. Bây giờ y truyền ác mộng đó tới Đại Tống. Khi thần thánh giáng phúc xuống nhân gian, thường thường mang tới cả tai họa. Còn về phần ai hưởng phúc, ai gặp tai ương thì hoàn toàn khảo nghiệm nhân phẩm của con người. Một buổi chiều 10 ngày sau, Thiết Tâm Nguyên đã chuẩn bị đầy đủ những thứ trong danh sách của Bao Trừng. Bao Trừng sờ khối vẫn thạch còn hơi nóng. Có tên ngốc cũng biết đây không phải là vẫn thạch bị mất, đây thực sự là vẫn thạch. Sở Nhi gật đầu, phủ tôn có thể nhờ công tượng của tương tác dám luyện hóa xem, không luyện hóa được là vẫn thạch. Nghe nói danh tượng viễn cổ khi chế thần binh cần dùng bản thân tuẫn táng, các vị có thể học theo, đó là sự kiêu hãnh của người. Bao Trừng hừ một tiếng, Sở Nhi ngạo nghễ đáp, trong tay tiểu dân, sắt thường cũng có thể luyện thành thần binh. Nếu vậy vì sao còn muốn lấy vẫn thạch, lòng tham hại người sao? Tiểu dân cực kỳ hứng thú với vẫn thạch, nhưng rất hứng thú với nó. Tảng đá đó trong mắt các vị chẳng qua là thứ đá quý, nhưng với tiểu dân, nó ẩn chứa vô số học vấn. Lời này có lý lắm, như tài phú nên nắm trong tay thương cổ, đồng dụng phải thuộc về nông phu, vật liệu quý giá cũng nên do công tượng cao minh sở hữu. Bao Trừng gật gù, sau đó giọng trở nên nghiêm khắc, Lý Xảo, ngươi có vô số kỹ nghệ lợi nước lợi dân, nhưng lại giữ gìn cho riêng mình. Cất giấu ở phòng chơi đùa, nước vô lợi, dân vô phúc, ngươi là thứ danh tượng gì chứ? Chẳng qua là tên tặc nhân thôi. Còn Thiết Tâm Nguyên, ngươi từ nhỏ đã khai khiếu, có thiên phú ngàn năm hiếm có, nhưng không dùng nó vào chính đồ, lại dùng tiếu ngạo nhân gian, coi mạng người như cỏ rác, chỉ cần hơi mạo phạm ngươi, không diệt trừ là ngươi không cam tâm, ngươi là kẻ ác độc nhất thế gian. Hừ, sáng nay lão phụ của Trương Tường chất vấn lão phu, có phải Trương Tường bị ác nhân ám toán không? Lão phu chẳng thể trả lời. Dù biết ngươi tước đoạt linh hồn của Trương Tường, nhưng chẳng có chút chứng cứ nào nên không thể làm gì được. Ngươi nghe rõ cho lão phu, nếu ngày nào đó có chứng cứ, lão phu nhất định biến ngươi thành cho không để ngươi độc hại thiên hạ. Thiết Tâm Nguyên cứ như chẳng nghe thấy, dùng mũi chân đá đá đoạn cây khô. Sở Nhi chẳng nói chẳng rằng, chắp tay một cái, ý bảo mình đã hoàn thành lời hứa. Bao Trừng nhìn hai người hít sâu một hơi, trước khi lên xe nói với Thiết Tâm Nguyên, ngươi hẳn là hài lòng. Lão phụ của Trương Tường tự mình bóp chết thân sinh nhi tử, ngươi nên chứng kiến cảnh thảm tuyệt nhân gian đó. Thiết Tâm Nguyên cười nhạt, có trời cao nhìn là đủ, nhân quả thế nào Bao Long Đồ tự biết. Đúng là thế, người làm có trời nhìn,
Ha ha ha, nói hay lắm, trời cao nhất định biết đêm hôm đó xảy ra chuyện gì. Bao Trừng nói xong dẫn vô số nha dịch rời xảo trang. Miệng lão Bao thật độc. Ông ta vừa đi thì trời nổi sấm sét, mây đen cuồn cuộn như vạn mã bôn đằng, chẳng mấy chốc đã bao phủ bầu trời, sấm nổ liên hồi không khác gì chống trận. Xảo Nhi nhe răng chỉ bầu trời, ông trời tới tìm ngươi đó. Thiết Tâm Nguyên âm u nhìn trời rồi quay sang nhìn Thanh Trúc Cao buộc sợi dây thép, bĩu môi khinh miệt, dựng nó lên cho ta, nếu ông trời muốn đánh ta, nó sẽ đỡ hộ. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ Hai tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 248, Gia Huấn của Thiết Gia. Nhân lúc mây đen còn chưa tới đỉnh đầu mình, đám Xảo Nhi đào đất chôn Thanh Trúc xuống đất, sau đó toàn bộ chen lấn dưới mái hiên, nhìn Thiết Tâm Nguyên ở phía đối diện, xem y có bị sét đánh không. Có cột thu lôi rồi thì lão tử sợ quái gì thiên uy, con gà béo mập vừa hầm chín, nếu không tên nào dám lại gần, ăn một mình cho đã. Chỉ là dù miếng thịt gà ngon nhất cho vào miệng cũng không khỏi có chút vị đắng, bị viên thẩm phán công bằng nhất thiên cổ chỉ mặt mắng ác nhân, không phải là đãi ngộ nhiều người được hưởng. Trong trí nhớ của Thiết Tâm Nguyên, hình như chỉ có Trần Thế Mỹ bị cẩu đầu đao chặt mất đầu là bị lão Bao mắng như thế. Ngẩng đầu nhìn trời, nửa trời quang, còn nửa thì mây đen, cuồn cuộn như ngày tận thế. Cái thành Khai Phong này rất tà môn, hoặc là trời quang mây tạnh, hoặc là mưa như chút nước, còn muốn thưởng thức ý cảnh mưa bụi li ti không ướt áo thì phải tới Giang Nam. Trong mưa lớn sầm sập, một cây cổ thụ ngoài đồng bị sét đánh trúng, vừa bắt lửa thì bị mưa nhanh chóng dập tắt, để lại cái cây khô bị chẻ làm hai, như hai cánh tay vươn lên trời kêu than gì đó. Thiết Tâm Nguyên gặm chân gà nhìn cột thu lôi cao quá mái nhà, đợi mãi mà chẳng thấy có động tĩnh gì. Luôn cho rằng làm việc tùy tâm, ân oán sòng phẳng là có thể sống vui vẻ thoải mái, vậy mà tâm tình càng tệ. Vì chứng minh với đám huynh đệ tỉ muội đang tụ tập dưới mái hiên là bản thân không phải kẻ xấu, Thiết Tâm Nguyên đánh xe trong tiếng sấm nổ đi đùng về nhà. Khi đi qua cái cây cổ thụ bị sét đánh trúng, Thiết Tâm Nguyên nhặt một cành cây to bằng cổ tay, định mang về phơi khô rồi nhờ người mài thành hạt châu. Nghe nói hạt châu làm từ gỗ bị sét đánh có công dụng trấn trạch, chẳng biết có thật không. Vương Nhu Hoa về nhà thấy nhi tử ngồi bên bàn trầm mặc khác thường, cười hỏi, sao vậy, gặp chuyện gì không vui ở xảo trang à? Thiết Tâm Nguyên kéo tay mẹ ngồi xuống, mẹ, hôm nay con bị Bao Trưởng mắng một trận. Vương Nhu Hoa tức thì sầm mặt, ông ta có tư cách gì mà mắng con, chó lại đi cày, quản chuyện không liên quan cái gì. Thiết Tâm Nguyên lắc đầu, mẹ, có khi ông ấy nói đúng, con làm sai chuyện gì rồi. Vương Nhu Hoa trở nên nghiêm túc, mẹ, thế gian này có vô số pháp môn tu thân, trong đó có một loại gọi là tùy tâm ý như hình nước, mưa nhập vào nhụy hoa, tự biến thành cay đắng ngọt bùi. Nước vào bình chứa khác nhau có hình dạng khác nhau. Vứt bỏ băn khoăn, thong thả mà bước, không cần cố ý lập nên mục tiêu, hãy để hành vi của mình thúc đẩy bản thân tới đỉnh cao hoặc đáy sâu, thành không vui, bại không lo. Cửu công nói pháp môn này là thứ khảo nghiệm bản tính của con người nhất, người tốt làm việc thiện, như nước mưa thấm nhuần mặt đất, kẻ ác làm việc ác, như hổ vào đàn dê. Vương Nhu Hoa nhìn nhi tử hồi lâu, đột nhiên vung tay tát một cái như trời giáng. Thiết Tâm Nguyên không hề chuẩn bị trước, bị mẹ đánh choáng váng suýt ngã, ôm cái má nóng rát, nhìn mẹ đầy hoang mang vô tội. Vương Nhu Hoa nghiến răng, pháp môn cái gì chứ, nhi tử quên hết mấy thứ vớ vẩn đó đi, nghe kỹ cho lão nương. Sau này ra đường, không ức hiếp người khác, nhưng đừng để người khác ức hiếp, không hại người khác cũng đừng để người khác hại. Người ta cắn con một miếng, con cắn lại cho mẹ, con phải cắn mạnh hơn, như thế mới không ai dám ức hiếp con. Gia huấn của hoàng gia chỉ có một chữ hiếu, vương gia to lớn cũng chỉ có hai chữ trung hiếu. Vương Nhu Hoa thấy nhi tử suy nghĩ quá nhiều, liền dạy gia huấn của Thiết gia, ý nghĩa hạch tâm chỉ có ba chữ: không chịu thiệt. Xuất thân từ cao môn đại hộ, sau đó gả vào nông gia, rồi một mình bươn trải nuôi con, Vương Nhu Hoa tự rút ra bài học sâu sắc, trong mắt nàng nam tử đại trưởng phu không thể thiếu hai chữ cương cường. Nhớ chưa? Nhớ rồi ạ. Thiết Tâm Nguyên rối rít gật đầu, dám không nhớ thế nào cũng bị tát cái nữa, nhớ thì tốt, suy nghĩ cho kỹ, sau này truyền cho tôn nhi của mẹ. Mẹ đánh nhi tử thuần thục như thế, sau này tự đi đánh tôn nhi, dù gì nó cũng là con của con không ra tay được. Vương Nhu Hoa bĩu môi,
cái đầu hẹp hòi, mẹ tát một cái mà ghi hận rồi, trước kia sinh con ra, mẹ bị hành chết đi sống lại. Nửa canh giờ sau, Thiết Tâm Nguyên lảo đảo về phòng, nghe mẹ kể khổ thật khủng bố, chống đỡ không nổi, thả người nằm xuống giường, hồ ly theo lệ nhảy lên lưng dẫm giúp y giãn gân cốt. Thực ra lời mẹ dạy cũng là tôn chỉ của Thiết Tâm Nguyên, chỉ là y muốn tìm một chỗ dựa, tâm lý thôi, giờ đến mẹ cũng bảo mình như thế, còn gì phải suy nghĩ nữa. Ngươi hẳn là hài lòng, lão phụ của Trương Tường tự mình bóp chết thân sinh nhi tử, ngươi nên chứng kiến cảnh thảm tuyệt nhân gian đó. Câu nói cuối cùng của Bao Trưởng lần nữa theo cùng tiếng sấm nổ hiện lên trong đầu. Không đúng, mình lại mắc mưu lão Bao rồi. Thiết Tâm Nguyên ngồi bật dậy, làm hồ ly hoảng sợ nhảy thật xa, mở cửa, gió mang nước mưa lành lạnh thốc vào mặt. Vẫn sải bước ra ngoài đóng xe ngựa, kệ mẹ hô hoán đằng sau, quất mạnh vào mông ngựa, con ngựa thồ hì một tiếng, chạy thẳng tới phủ Khai Phong. Một tuần hương sau, Thiết Tâm Nguyên vừa mới tới nơi đã có lão phó tóc trắng cầm ô đứng đợi sẵn ngoài cổng mời vào. Nhìn cảnh này lòng y trầm xuống, người ta sớm đợi mình, ngay cả chuyện này mà còn tính tới, lão Bao hơn mình quá xa. Mặc áo vải thô đơn giản thoải mái, Bao Trừng để đầu trần, chỉ gài một cái châm gỗ, trước mặt có một đĩa rau xanh, một quả trứng luộc, một bát canh và một bát cơm trắng, đó là cơm tối của ông. Khi Thiết Tâm Nguyên được đưa tới hoa sảnh ở hậu viện thì ông ta ăn ngon lành, chẳng hề có ý dừng lại, chỉ ghế đối diện rồi ăn tiếp. Ăn không nói là thói quen sinh hoạt tất yếu của người bảo thủ như Bao Trừng, ăn xong lấy nước canh đổ vào bát tráng. Sau đó uống hết, còn dùng nước canh xúc miệng ỏng ọc nghe mà buồn nôn, tới đó mới hoàn thành quá trình ăn cơm. Đợi lão phó dọn chén bát xong, Bao Trừng cầm chén trà liếc xéo Thiết Tâm Nguyên, còn cho rằng ngươi tới ngay cơ, không ngờ giờ mới tới. Thiết Tâm Nguyên cười khổ, phủ tôn lợi dụng chuyện sửa đường của học sinh, tạo thành vòng vây lớn quét sạch cường đạo xung quanh Đông Kinh đã đành, sao còn giữ hậu thủ hại học sinh chứ? Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 249, vầng trăng trên trán Bao Trừng. 1. Bao Trừng cười ha hả, ông ta luôn theo dõi Thiết Tâm Nguyên, sau khi biết y sửa đường, đồng thời nhận tin báo đội ngũ người hồi hột sắp đi qua. Đoán rằng cường đạo chưa cam tâm sẽ ra tay lần cuối nên răng mẻ lưới lớn bắt trọn ổ. Tới lúc này hoạt động thanh trừng Di Lặc giáo mới thực sự kết thúc, lão phu đúng là tính hết tất cả, chỉ không ngờ thiếu mất vài dương cống phẩm. Thiết Tâm Nguyên cảm thấy điệu cười của lão Bao chướng tai vô cùng, không nhìn ra Chu Thông lại là người của phủ Khai Phong, hắn sở dĩ tới xin dưa hấu ăn là muốn thăm dò phải không? Không chỉ Chu Thông, Hà bác sĩ cũng do lão phu phái tới, đáng tiếc bị Tạp Lạp Nhĩ bắn thương, nếu không làm gì có chỗ cho ngươi thừa nước đục thả câu. Bao Trừng không giấu, Thiết Tâm Nguyên vốn cho rằng kế hoạch của mình vô cùng kín kẽ, không ngờ bị Bao Trừng nhìn thấu hết còn lợi dụng ngược lại, chỉ muốn kiếm kẽ hở mà chui vào. Không cần thất vọng, ngươi cũng bản lĩnh lắm, dám trộm đồ dưới vành mắt lão phu, lại còn xóa dấu vết thành công. Nếu không có ả vương bà Tích Tham Tài đó để lộ, lão phu e rằng phải gánh cái tội danh tham ô 4 dương cống phẩm rồi. Nhắc tới chuyện này, Thiết Tâm Nguyên có chút tức giận, chất vấn, phủ tôn ngài phát hiện ra Trương Tường có vấn đề muốn mượn tay học sinh trừ hắn đã đành. Nhưng vì chọc giận học sinh, hại thảm vương bà Tích có quá lắm không? Hừ, trên đời này lão phu hận nhất là thứ gian phu dâm phụ, không dùng hình với cả Lý Xảo đã là nể mặt với ngươi lắm rồi. Bao Trừng cười gằn, đánh vương bà Tích, quả nhiên khiến ngươi lộ ra bản tính cục phân chó của mình cũng thơm hơn hoa nhà người khác. Còn ngươi, vì sao không xử trí cả hai tên nha dịch kia? Ngoài ra lão phu muốn biết cách qua một đêm biến người khỏe mạnh thành xác không hồn, cách này có thể giúp lão phu trừ được nhiều phiền toái. Thiết Tâm Nguyên đứng dậy, chắp tay nói, một mình học sinh biết thứ này, đã thương hại tới đạo trời rồi, phủ tôn không biết thì hơn, nếu không thiên hạ chẳng biết có bao nhiêu người chết uổng. Sẽ không có người chết uổng, chỉ có kẻ đáng chết, ngươi xem thiên hạ chúng sinh vô vàn, bọn họ như những con dê sống dưới sự chăn dắt của mục nhân, uống nước, ăn cỏ vui vẻ biết bao. Nhưng luôn có những con dê không giữ quy củ, chúng nghĩ cách xúi bẩy những con dê khác, muốn mình biến thành mục nhân mới. Hôm nay Thiết Tâm Nguyên trải qua hai khổ nạn, một là nghe mẹ kể quá trình nữ nhân sinh con gian nan thế nào, giờ nghe lão Bao giáo dục một bài chủ nghĩa ái quốc phong kiến thuần túy. Theo như lời lão Bao,
toàn bộ kẻ bất pháp muốn lật nhào chế độ phong kiến đều đáng bị đầy vào u minh địa ngục chịu khổ. Hủy chương tường, ngay cả huynh đệ tỷ muội của học sinh cũng thấy học sinh đáng bị sét đánh, còn đi giết cha hắn, ngài khỏi nghĩ nữa. Bao Trừng đột nhiên chuyển giọng ôn tồn như trưởng bối, ngươi có biết lão phu từng cho rằng ngươi là nhân tuyển nắm giữ phủ Khai Phong tốt nhất không? Mặt ngươi đủ dày, không ngại hủy danh dự ai, giết ai, tâm tư linh hoạt, thoải mái vùng vẫy trên chiều, không như lão phu luôn bị người ta đàn hạc. Ngồi ở vị trí này chỉ cần giữ trái tim công tâm vì nước thì ngươi còn làm được nhiều việc hơn lão phu. Giờ xem ra lão phu đã kỳ vọng vào ngươi quá cao rồi, Trương Tường là tên thực thái sự ma giả, cha hắn cũng thế, loại bí xã xưa nay lấy gia tộc làm mục tiêu truyền đạo ấy di hại vô cùng. Thiết Tâm Nguyên kiên quyết lắc đầu, đấy là chuyện của ngài, đừng ép lên đầu học sinh. Bao Trừng lạnh nhạt nói, không cần tới ngươi, Trương Quả bóp chết nhi tử, làm trái nhân luân đã bị đi đầy ngàn dặm rồi. Thiết Tâm Nguyên dùng mình, ông ta có đi qua một nơi gọi là rừng dã chư không? Bao Trừng không hiểu, rừng dã chư ở đâu? Thiết Tâm Nguyên chỉ bầu trời âm u, là cái nơi thuận tiện cho quan sai giết. Người, nghe nói quan sai đại tống ta hay làm thế. Bao Trừng chỉ cười không đáp, lấy một yêu bài đồng ném cho y, cho ngươi, đây là quá mã bài, một loại yêu bài quan phủ cấp cho bách tính có công. Xuất ra từ đề hình ti, có thể bài này giới nghiêm bình thường, quan phủ kiểm tra không có sức ức thúc với ngươi. Quan trọng nhất là qua trạm thuế, có thứ này thuế lại sẽ không ngăn ngươi, khi đi xa có thể ở lại dịch trạm. Ngang quan ngũ phẩm, lúc khẩn cấp có thể mượn ngựa của cấp cước dịch đệ, có thứ này ngươi thuận tiện hơn. Thiết Tâm Nguyên nghe thế ném lại như bị bỏng tay, học sinh không định rời Đông Kinh, cũng không định dùng thứ này làm việc bất pháp, phủ tôn thu lại đi. Ha ha ha, cứ cầm lấy rồi sẽ có lúc cần dùng, hiện giờ thanh danh của ngươi truyền khắp thế giới ngầm của Đông Kinh. Người ta kháo nhau nhờ có ngươi liều mình một trận, phủ Khai Phong mới quét sạch được đạo phỉ xung quanh. Thiết Tâm Nguyên run rẩy, kẻ nào độc ác như thế? Là lão phu. Bao Trừng nói gọn, vỗ bàn đánh sầm, uy nghiêm quát, ngươi là thái học sinh của Đại Tống, không lâu nữa sẽ tuyển chọn làm quan. Ngươi hưởng thụ ân ngộ của Hoàng đế, không đứng cùng bên với quan phủ, chẳng lẽ định làm đồng bọn của Di Lặc giáo, Bạch Liên xã, Lục Lâm đại đạo sao? Lão phu thấy ngươi là nhân tài có thể đào tạo, nên giúp ngươi chặt đứt tiếp xúc với những thành phần đó tránh tương lai đi vào ngã rẽ. Thiết Tâm Nguyên nghiến răng ken két, nhưng những kẻ đó tìm học sinh hoặc mẹ học sinh báo thù thì sao? Bao Trừng hừ một tiếng, bao năm qua lão phu giết ác ôn, trừ gian nịnh, diệt tham quan còn ít à, người nhà lão phu có ai là không sống khỏe mạnh. Phàm người làm việc lòng vô tư thì cần gì lúc nào cũng phải dè chừng phòng bị. Ngươi vì quốc gia diệt từ gian nghiệt, công với xã tắc, lợi cho bách tính thì có thể ưỡn ngược đi giữa đường phố, đám phỉ tặc toàn gan chuột, lần này sợ, vỡ mật rồi, sao dám mưu sát ngươi? Lời của Bao Trừng nghe đường hoàng chính nghĩa lắm, nhưng loại căn bản không bận tâm tới tính mạng của bản thân hay người thân mới làm thế. Còn mình và mẹ đều là ngọc quý, làm sao đi va chạm với đám ngói nát. Thiết Tâm Nguyên quyết định từ nay về sau ra đường phải hết sức cẩn trọng, trang bị bản thân giống như hồi nhỏ đối phó với biến cố bất ngờ. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 250, Vầng Trăng Trên Trán Bao Trừng 2. Bao Trừng thấy y đã cầm đồng bài thì xua tay tiễn khách. Ngồi trên xe ngựa, để mặc con ngựa già quen lối trở về, trời nhá nhem tối, mưa làm ánh đèn đường lác đác có thêm cái gì rợn rợn sống lưng. Thiết Tâm Nguyên đi tới đâu cũng tưởng chừng có cặp mắt đang dõi mình, đập đầu vào thùng xe bôm bốp. Mình đi xin văn thư sửa đường cho Sở Nhi ở huyện Khai Phong đúng là hành vi ngu hết đường nói, Bao Trừng luôn nhìn mình chằm chằm, ông ta không đoán ra thì đã chẳng là Bao Trừng. Hà bác sĩ anh dũng quá mức, đám bác sĩ anh dũng quá mức, Trang Đinh Hương thôn tụ lại quá nhanh. Càng không nói tới đám cấm quân thường ngày cực kỳ lười biếng vậy mà một tuần hương đã phóng ngựa ngang dọc, bóp chết đường lui của tặc nhân là vô cùng không bình thường. Mức độ càn quét của Bao Trừng ngày càng lớn rồi, trước là Di Lặc giáo, giờ Kim Cương Thiện, Bạch Liên xã cũng không bỏ qua. Trương Tường nhà tan cửa nát chính là lời cảnh cáo mạnh mẽ của Bao Trừng với những xã đoàn ngầm kia. Cha Trương Tường bóp chế nhi tử hôn mê, loại chuyện này quan phủ vốn hoàn toàn có thể mắt nhắm mắt mở không quản tới. Giờ một lão đầu tử trên 60 đi đầy ngàn dặm, trời mới biết còn mạng mà về không.
Bao Trừng đang định thanh trừ toàn bộ dị đoan tà thuyết trong địa phận Đại Tống. Thiết Tâm Nguyên ba lần giao phong với Bao Trừng, lần đầu không có được chút lợi thế nào, lần thứ hai miễn cưỡng có thể tính là hòa, lần thứ ba hoàn toàn thảm bại. Ông ta chẳng có tứ đại hộ vệ ở bên, chẳng có Miêu Hiệp triển chiêu giúp sức, vậy mà vẫn đánh cho mình liểng xiểng. Thiết Tâm Nguyên không cam tâm. Từ xa xa đã nhìn thấy mẹ cầm ô đứng trong sân nhón chân ngóng ra ngoài đường, căn nhà nhỏ đằng sau mở hết cửa sổ, thắp toàn bộ đèn. Như sợ nhi tử trong đêm tối không tìm thấy đường về nhà, bóng hình mẹ khiến y thấy tâm linh được xoa dịu không ít. Thiết Tâm Nguyên bắt tay làm loa hô lớn, mẹ, con về rồi. Vương Nhu Hoa vội vàng mở cửa để nhi tử đánh xe vào sân, cầm đèn lồng soi kỹ nhi tử một lượt, có làm sao không? Thiết Tâm Nguyên nhảy xuống xe, dầu dĩ gục đầu xuống vai mẹ, nói, con thua rồi, thua rất thảm, vừa rồi đi xác nhận kết quả, mẹ, nhi tử của mẹ thua thảm lắm. Con thua ai? Bao Trừng, Bao Hiếu Túc. Vương Nhu Hoa nghiêng ô sang một bên che cho nhi tử, cười nói, thua Bao phủ tôn không có gì lạ, cữu gia con từng nói, làm thanh quan cần trí tuệ hơn tham quan ô lại nhiều lắm. Bao phủ tôn nếu không có trí tuệ hơn xa phàm nhân, làm sao có thể làm quan lớn tới vậy mà vẫn có thanh danh tốt. Đúng vậy, một câu nói Thiết Tâm Nguyên sực tỉnh, gật mạnh đầu, câu này của cữu công đơn giản nhưng đã nói hết đạo lý trong quan trường rồi. Y thua Bao Trừng do phim ảnh, sử sách làm hại, luôn nghĩ rằng lão Bao đường đường chính chính vằng vặc như trăng sáng trên cao. Không nghĩ ông ta chơi bẩn như vậy, người ta vẽ cái mặt ông ta chỉ có vầng trăng khuyết chứ không phải trăng tròn. Hừ hừ, lão Bao đợi đấy không có lần sau đâu. Say rượu chưa tỉnh, Triệu Uyển bám vào tường thành thống khổ nhìn mặt trời mọc, sáu con chó vây quanh nàng chạy nhảy nô đùa. Vốn là có 8 con, sau khi Vương Tiệm lấy đi 2 con, Triệu Uyển quyết tâm không cho ai nữa. Liên tục uống rượu nửa tháng trời, Triệu Uyển phát hiện ra, tửu lượng chẳng tiến bộ tí nào, vẫn cứ uống một chén là lăn quay. Ngày hôm qua Hoàng Cô Vệ Quốc trưởng công chúa, Thanh Hư Linh Chiếu đại sư vào cung thăm phụ hoàng, mình rõ ràng uống say mà phụ hoàng chẳng giận, hoàng cô còn nói mình uống say rất xinh đẹp, thế là sao? Triệu Uyển biết trí tuệ mình không đủ, nên đi tìm Thiết Tâm Nguyên hỏi vì sao hoàng cô lại nói như thế, vì sao sắc mặt mẫu phi lại trở nên khó coi, phải làm rõ. Không biết bao nhiêu lâu rồi mới nghe thấy tiếng còi quen thuộc, Thiết Tâm Nguyên bỏ sách xuống ra khỏi phòng, bên ngoài mặt trời chói mắt, phải nhắm mắt một lúc mới thích ứng được. Thiết Tâm Nguyên, Thiết Tâm Nguyên, Nam Sơn có con dê, ngươi ăn thịt, ta ăn lòng. Triệu Uyển là cái bát lớn là cái bát vỡ, dù bát lớn hay Triệu Uyển đều là một cái bát vỡ. Thiết Tâm Nguyên nhìn Triệu Uyển dưới ánh mặt trời cười vui vẻ, dùng câu mà hồi nhỏ cả hai thường đối đáp nhau trả lời nàng. Cho dù hai câu thuận miệng đó chẳng có chỗ nào buồn cười, Triệu Uyển vẫn cười không đứng lên nổi. Vẫy tay với đám thị vệ đứng xa xa đang nhìn họ không chớp, sau lần bị công chúa lừa trốn ra ngoài, họ cảnh giác lắm. Thiết Tâm Nguyên trêu, lê còn chưa chín, giờ cô nhìn cũng uổng thôi. Ta biết, ta tới thỉnh giáo ngươi một vấn đề, không phải là để nhìn lê nhà ngươi. Thiết Tâm Nguyên chờ đợi, gần đây khuê nữ này đem thanh danh thích uống rượu của mình truyền khắp Đông Kinh, đám người Tào Phương vốn muốn định cầu thân với hoàng đế, nay đều đã câm miệng. Cưới một công chúa thiện lương về là phúc khí của huân quý, còn cưới một công chúa có vấn đề là phiền toái lớn của gia tộc. Hoàng cô về cung rồi, chính là trưởng công chúa vệ quốc ngươi nhớ không? Thiết Tâm Nguyên gật đầu, y còn nhớ pháp hiệu vị trưởng công chúa này là Thanh Hư Linh Chiếu đại sư, tu hành ở Tử Thần Quan, xưa nay không hỏi thế sự, thì sao? Triệu Uyển rảo môi, hoàng cô nói ta uống say rất, xinh đẹp, xem ra cô gặp vận may rồi đấy. Không cần mỗi ngày uống rượu thay nước nữa. Thế là sao? Triệu Uyển nghe nói mình không cần phải uống rượu nữa thì hưng phấn lắm, cố nhoài người hết mức ra ngoài thành, đơn giản lắm. Gần đây cô cứ say suốt, phụ hoàng cô không đưa cô ra Tử Thần Quan mới là lạ. Chúc mừng, cô sắp thành tiểu đạo cô rồi. Triệu Uyển kinh ngạc, ta không muốn tới Tử Thần Quan, nơi đó hoang vu lắm, trừ tùng ra chẳng có gì cả. Chuyện cô làm thời gian qua rõ ràng là muốn đưa mình tới Tử Thần Quan mà. Là ngươi nói chỉ cần ta uống say, nam nhân sẽ ghét ta, không cầu thân nữa. Hả, mình nói thế bao giờ, rõ ràng là cái đầu nhỏ đó nghĩ ra, có điều Thiết Tâm Nguyên xưa nay luôn nhường nhịn công chúa. Thì ta có biết đâu là phụ hoàng cô cũng ghét nữ tử say rượu, lần này cô chơi lớn rồi đấy. Thiết Tâm Nguyên, tiếng thét chói tai của công chúa vang vọng 9 tầng mây, Thiết Tâm Nguyên ôm tai đào tẩu.
Các bạn vừa nghe xong tập 25 của bộ truyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.